Hello các bạn. Đầu năm mình xin chúc quý ông bà, cô chú, các bạn được nhiều sức khỏe và vạn sự như ý nha. Hôm nay mùng 5 Tết, có cái chuyến tour nho nhỏ từ Sài Gòn đi Phan Thiết, Vĩnh Hy, rồi vòng qua Đà Lạt, rồi về Sài Gòn. Hiện tại mình đang ở đi tới Phan Thiết các bạn, chuẩn bị vô Dinh Thầy Tiến. Trên đường đi có gì đẹp hay mình quay lại cho các bạn xem nha. Bây giờ mới khoảng 8:30 sáng. Mời các bạn đồng hành cùng mình nha. Thank you.
nuôi tôm trên cát. Hello các bạn, ở đây là dinh thầy Thím. Mình đi tham quan dinh thầy Thím. Linh thiêng dinh cố, dinh cổ. Núi rừng bao la. Độc hành có cái thú vui riêng của độc hành. Khu du lịch núi Tà Cú nha mọi người. Gửi xe ở đâu vậy? Lên núi hay là đi uống cà phê? Không biết nữa, chắc nghỉ trưa. Ở đây là khu du lịch ha. Dạ, nghỉ trưa mình vô quán cà phê mình gọi nước mình uống. Cái này mình đi bộ lên núi ha, ở trong dạ, đây nó có gì cát nữa. Cát nữa hả? Mình đưa bé tham quan, ở đây có xe điện chở tới nhà ga. Rồi dưới các em uống cà phê mình gửi xe chậm chậm. Đặt trong trong đó đã có quán cà phê, có chỗ đi hàng. Quán cà phê uống nha mọi người.
cái quán mà nghỉ chân. Đẹp. Phía trước một chân.
Wow, đồi cát trắng đẹp quá, cao nữa. Mọi người tụ tập đây đông quá chừng đông. Còn bên đây là biển. Biển xanh ngắt, một bên là đồi cát trắng xóa, quá xá đẹp. Cái đồi cát này khoảng 3 năm về trước thấy nó thấp, bây giờ nó cao quá trời cao luôn. Đây có tấm dáng leo lên trượt trượt cát. Vui à. Đông vui. Rất là đẹp. Phía trước một chân.
Đang biết có nhà nghỉ không? Bây giờ mình đi tìm nhà nghỉ ngơi. Có gì hẹn các bạn ngày mai nha.